Anh nói anh thương em mà. Mấy người kia anh không có thương. Anh nói gì? Anh không thương. Thì tao không cụ hỉ hả? À. Ông mới nói gì? Ông hôm. Ông hôm 11, 12, 12 đêm tới đây nè. Ngân hàng của Angie đang có chương trình cho vay tiền mua nhà ở Mỹ không cần chứng minh thu nhập, áp dụng trên rất nhiều tiểu bang khác nhau. Nếu anh chị nào có nhu cầu vay tiền mua nhà hoặc lấy tiền ra từ căn nhà của mình, xin hãy gọi cho Angie nhé. Cái câu này mới là cái câu khốn nạn nhất của ông Năm Sầu Riêng nè. Ổng phập chị Lành lớn nè, ổng phập chị Lành nhỏ nè, ổng phập chị Vân lớn nè, ổng phập chị Vân nhỏ nè, trong vòng một tháng ổng phập 4 bà. Mà ổng rất là khốn nạn, ổng nói với chị Vân cuối cùng này rằng ổng chỉ thương một mình chị Vân này thôi, còn mấy bà trước ổng không thương. Mình thấy cái người đàn ông mà lên mà nói như vậy, mình thấy có quá là khốn nạn không các anh chị? Lý do tại sao? Mình không thương người ta mà tại sao mình lại phập người ta? Rồi chị Lành á, đi về đó, trước khi chị Lành về đó, ông cũng là câu kéo, ông nói đó là chị Lành phải trả lời cho ông biết là chị Lành đi về rồi có trở lại hay không. Chị Lành về rồi đó là có muốn trở lại với ông hay không. Ông rất là thương chị Lành, ông rất là quý chị Lành, ông rất là muốn chị Lành trở lại. Đủ điều hết trơn. Rồi bây giờ ông lại nói với cái người thứ tư, ông nói là ông không thương bất cứ người nào trước đó. Nhắm coi người đàn ông như vậy có khốn nạn không mọi người? Nếu như chị Lành trở lại thì ổng tính làm sao? Đúng không? Nửa đêm bả chạy qua, xong rồi á, là ổng phập bả, rồi ổng nói với bả là ổng chỉ thương một mình bả thôi, không thương bất cứ một người phụ nữ nào trước đó. Kể cả bà vợ của ổng cũng không thương luôn nữa. Nhắm coi có khốn nạn không mọi người? Và điều đặc biệt nhất á, là lý do tại sao mà bả chạy qua đây nửa đêm là tại vì bả biết được cái tính nết của ổng, là ổng thích cái chuyện đó. Mà cái ông nội này cứ thích cái chuyện đó, là trong khi mà ổng đang hành xử đó thì bả dụ, bả hỏi ổng có câu gì ổng cũng nói câu đó thôi. Đó là lý do tại sao mà bả cố gắng bả chạy qua trong đêm để được hành xử và để được hỏi ổng những cái câu và ép ổng phải nói cho bằng được là ổng sẽ cưới bả. Còn nếu như mà gọi điện thoại đó thì có thể là ổng sẽ không có nói cái câu đó. Bà này rất là khôn, rất là ranh ma, rất là quỷ quyệt. Bà biết cái cách để mà dụ đàn ông chứ không phải là đơn giản đâu mọi người. Nói bà hiền tôi không thấy hiền, cứ mắc chứng gì mà cứ khóc hoài không nghĩ vậy. Nói cái câu chuyện gì cũng khóc là sao? Em mới nói không có ra chơi, anh này hiền lắm cha, tội nghiệp ảnh. Con thương ảnh là thương ảnh hiền với cái tâm ảnh tốt. Đó. Ảnh thật thà quá chơi, con nói ảnh thật thà lắm. Qua em nói mà cha, anh đi về em bên trong nhà em nói cha, ảnh thật thà lắm cha. Ngân hàng của Angie đang có chương trình cho vay tiền mua nhà ở Mỹ không cần chứng minh thu nhập, áp dụng trên rất nhiều tiểu bang khác nhau. Nếu anh chị nào có nhu cầu vay tiền mua nhà hoặc lấy tiền ra từ căn nhà của mình, xin hãy gọi cho Angie nhé. Khổ quá là khổ đi trời, không biết là lấy chồng rồi được hạnh phúc bao lâu mà thấy khóc đầm đìa, khóc từ trên xe ra tới nhà, khóc từ nhà trước tới nhà sau, khóc từ lần gặp đầu tiên cho tới lần gặp cuối cùng. Sao khổ dữ vậy chị? Trời đất ơi, bộ cuộc sống của chị khổ dữ lắm hả? Bây giờ là chị gặp được anh Năm là giống như là cái phao cứu sinh của chị rồi đó đúng không? Nếu như vậy là chị lợi dụng anh Năm rồi, chứ tự động làm gì mà cuộc đời của chị mà khổ dữ trời, khổ dữ. Rồi gặp người ta rồi chị khóc liên tục, khóc không ngừng. Mà mấy cái ông YouTuber này cũng quỷ dịch nữa, làm cái gì mà quay hoài, ăn uống ngủ nghỉ gì, kể cả bả ngồi bả trang điểm cũng quay nữa. Thiệt khổ hết biết là khổ luôn vậy đó trời. Sao mà phô trương dữ vậy nè mọi người. Nói đó, chuyện của người ta sao mày chỏ mỏ, cái này đâu còn chuyện của người ta nữa phải không các anh chị? Cái này là họ chương lên trên làm mạng xã hội mà, họ phô họ diễn quá trời diễn luôn mà. Chứ cái chuyện bình thường như vậy đó tới quay làm chi vậy? Quay làm chi, quay hoài, một ngày quay 10 mấy 20 clip vậy mọi người. Phô quá thì phải chịu bị người ta chửi thôi. Chị nói chị thương ảnh tại vì ảnh thật thà quá, ảnh dễ thương, ảnh thật thà quá. Trời ơi là trời, cái người đàn ông mà dễ thương, mà thật thà, mà hiền hậu, mà trong vòng 1 tháng mà phập 4 bà, thì tôi không biết là cái người đàn ông này có phải là thật thà và hiền hậu và dễ thương không mọi người. Chứ mình thấy mình quải với lại cái bà nội này quá, mà cứ mỗi lần bà lên bà nói là bà khóc như mưa vậy đó. Mình cũng không biết á, là bà cố gắng bà mau nước mắt gì để được ông Năm thương, hay là được cộng đồng thương cho tiền, hay là được như thế nào mình không biết. Nhưng mà tại sao cứ khóc miết gì mình cũng không hiểu nữa. Nửa đêm mà phải chạy qua cái câu nửa đêm chạy qua là không phải là mình nói lời, không phải là nói là tế nhị lên cộng đồng mạng. Mấy anh mới về trong nước mà nước em tí gần, em không ăn học nhiều nhưng mà em rất hiểu biết gì ngoài đời, tại vì em lăn lộn ngoài đời nay là từ lúc mà em mới có 6 tuổi thôi, 6 tuổi là em ngoài đời rồi. Tại vì là gia đình em buôn bán mà, buôn bán em sẽ lăn lộn ngoài đời là bán này bán kia bán nọ. Dạ, lăn lộn ngoài đời từ 6 tuổi tới bây giờ là 45 tuổi, lăn lộn 39 năm rồi mà sao không có một đồng bạc trong tay vậy. Không biết đó là lăn rồi lộn kiểu làm sao mà tiền nó rớt hết thì không biết, rồi bây giờ khóc như mưa vậy để được ông Năm cứu giúp. Mình thấy mắc mệt phải không mọi người? Lấy chồng mà sao cứ phải là khóc ngang liên tục vậy. Trời ơi, khổ hết biết khổ luôn á, bà nội này thiệt à. Bà cố gắng bà giải thích, bà nói đó là tại sao mà bà chia tay ổng rồi ổng về nhà nửa đêm bà lại chạy xe bà qua bên ông Năm là tại vì không phải tại vì bà muốn cái chuyện đó, mà bà muốn là ông Năm phải trả lời cho bà biết là ông Năm có cưới bà hay là không. Mà cái nết gì dữ trời vậy chị? Nếu như mà chị chạy nửa đêm như vậy đó, chị diễn tả, chị nói là chị ghé rất là nhiều nơi và chị hỏi thăm đường rất là nhiều người, mà một mình chị 45 đâu phải là bà già đâu, cho nên đó là cũng rất là nhiều cái cạm bẫy, rất là nhiều cái cảnh mà người ta có thể cướp xe cướp người hãm hiếp nửa đêm. Mà chỉ vì một câu hỏi là muốn hỏi anh Năm có cưới chị hay không, mà chị không thể nào đợi tới ngày mai mà chị chạy nửa đêm, chị chạy trong đêm để chị qua chị gặp anh Năm. Thì tôi hỏi cái nết của chị không có phải là vừa, đúng không? Bởi vậy chị nói đó là chị sẽ thẻo ổng, thiến ổng nếu như ổng không ở với chị. Là tôi thấy cái câu này chị nói là đúng đó, là tại vì cái nết của chị không phải là vừa. Một người mà không thể nào chờ đợi cho tới sáng mai để có thể là chạy qua gặp cái người tình của mình để hỏi coi là mình có được ảnh cưới hay là không. Gọi điện thoại cũng không chịu nữa mọi người, mà phải qua gặp mặt mới được. Đó, mà cái chị này chị rất là khôn nguyên các anh chị. Tại vì là chị biết ông Năm là cái tính ổng là thích cái chuyện đó, cho nên chị không muốn gọi điện thoại. Tại vì gọi điện thoại có thể ổng từ chối ậm ực ở trên điện thoại, còn khi mà bà muốn hỏi ổng là phải chạy qua trực tiếp nằm trong lòng ổng cho ổng ấy. Mà cái người đàn ông người ta thích cái chuyện đó rồi, lúc người ta đang ấy đó, hỏi cái câu gì là người ta sẽ trả lời yes cái câu đó thôi mọi người. Cho nên cái bà này bà rất là khôn, nhưng mà mình thấy bà rất là mạo hiểm khi phải lái xe trong đêm nha mọi người, không đợi tới sáng mai để được trả lời một câu hỏi. Mình thấy cái nết của bà này không phải dạng dừa. Mọi người ơi, có tin khẩn kế tiếp nữa rồi. Rất là nhiều chuyện hấp dẫn ở đây. Mọi người đừng có bỏ qua cái kênh của bà Tám Ca Ly nha. Có chuyện hấp dẫn mới, con gái của chị Vân đã đột nhập nhà của ông Năm ở trong đêm, nửa đêm, lấy chiếc xe mà bả mượn của nó về ngay lập tức. Và bây giờ đó là ồn ào trên mạng xã hội. Cái cô gái đó đã đi tố mẹ mình rất là nhiều thứ. Mình đang thu thập giấy tờ, thông tin chi tiết, rồi mình sẽ lên clip cho tất cả các anh chị và các bạn cùng nghe nha. Rất là hấp dẫn, rất là thú vị. Và hiện tại bây giờ đó là ông Năm đó, ổng đã lên tiếng, ổng nói đó là ổng đã nói trước đến với ổng là không được vướng bận con cái, còn nếu như mà đã vướng bận con cái thì đừng có đến với ổng. Chưa về trơn là ông đã có cái mồi muốn bỏ bà Vân rồi. Tại sao ông không tìm hiểu người ta trước? Tại sao ông không muốn gặp ba mẹ người ta, rồi con cái người ta trước khi ông phập người ta? Bây giờ ông đã phập người ta rồi, bây giờ ông có nói một câu là ông không muốn vướng bận con cái là sao? Con cái phải đồng ý là sao? Tại sao ông không hỏi người ta trước, ông không hỏi con cái người ta trước khi mà ông kết với người ta? Trời ơi, ông năm này quá trời quá đất rồi mọi người ơi. Nhớ nha, xem cái clip kế tiếp, nhanh, gọn, lẹ, hấp dẫn vô cùng mọi người ơi. Tôi nói rồi mà, cái thằng cha năm này đó là cái thằng cha này là không biết nói như thế nào, không sai được. Ông này đó là rất là bẩn bựa, dơ giấy bẩn thỉu mà mọi người cứ nói ổng hiền đó, hiền đi. Bà này bà khóc ngang như mưa, ngày nào bà cũng khóc. Bà nói cha ơi anh hiền lắm cha, anh được lắm cha, cha ơi. Đó rồi xong phim luôn. Đón xem những clip kế tiếp của mình nha mọi người ơi, hấp dẫn quá. Ngân hàng của Angie đang có chương trình cho vay tiền mua nhà ở Mỹ không cần chứng minh thu nhập, áp dụng trên rất nhiều tiểu bang khác nhau. Nếu anh chị nào có nhu cầu vay tiền mua nhà hoặc lấy tiền ra từ căn nhà của mình, xin hãy gọi cho Angie nhé.